Thưa thầy cô, quý anh chị và các bạn đồng nghiệp, hôm nay tôi xin trình bày đề tài là đặc điểm vi sinh và tình hình kháng thuốc nhiễm vi nấm xâm lấn. Thế thì cũng như quý vị đã biết, bệnh nấm là một cái bệnh có thể gây bệnh ở phổi và cũng như là tổn thương xâm lấn trên nhiều cơ quan trong cơ thể. Chính vì vậy hôm nay chúng tôi xin đại diện Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh trình bày các vấn đề về nhiễm vi nấm xâm lấn. Trong phần trình bày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói thứ nhất là đại cương, thứ hai là tình hình bệnh do nấm ở Việt Nam và thứ ba là tình hình kháng thuốc. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ muốn biết là nấm là gì. Thì như mọi người cũng biết là theo cái phân loại một năm 1969 của Whittaker thì thế giới sinh vật bao gồm năm giới, người coi như là một động vật có khả năng là dị dưỡng. Chúng ta ăn nhiều cái loại thực phẩm, thực vật, động vật khác nhau. Trong khi đó thì nấm là một cái giới mà cái khả năng duy nhất của nó để sinh tồn là hoại sinh. Thì cái nghĩa của hoại sinh là nó sống trong đất, trong thực vật, sống hoặc chết, và nó có thể phân hủy những cái chất hữu cơ như keratin, lông, tóc, móng, và qua đó nấm có thể phát triển. Thường thường thì vi nấm phát triển thì đòi hỏi là có môi trường ái khí và phát triển phù hợp trong cái nhiệt độ là từ 15 cho đến 50 độ C, mà tốt nhất là 25 độ C. Thế thì mặc dù rất có nhiều loài nấm, người ta đã từng mô tả cho tới 50 cho đến 250.000 loài nấm. Nhưng mà không phải tất cả các loài nấm này đều có thể gây bệnh cho người. Thì người ta thấy rằng chỉ có khoảng 500 loài có thể gây bệnh cho người. Và trong những cái loại mà có thể gây bệnh cho người á, thì có khoảng 100 loại có độc lực cao có thể gây bệnh cho người bình thường. Còn khoảng 400 loại thì chỉ gây bệnh ở người suy giảm miễn dịch mà thôi. Thế thì có một điểm lưu ý là cái tế bào của nấm đó, nó có thành tế bào cứng cấu tạo bởi chitin và glucan. Thì từ cái chỗ này mà mình biết là những cái xét nghiệm mà tìm vi nấm đó, chúng ta có thể tìm beta beta D glucan cho Candida và galactomannan cho Aspergillus. Thế thì tại sao chúng tôi trình bày cái bài này hôm nay? Tại vì mình cũng biết là trong 2 thập kỷ vừa qua thì cái tình hình nhiễm nấm có đang gia tăng. Cái sự gia tăng tình hình nhiễm nấm này đến từ cái việc là cuộc sống con người càng tốt hơn, con người có tuổi thọ cao hơn, và những cái bệnh nhân mà chúng ta đang kéo dài cuộc sống, ví dụ hóa trị ung thư, ví dụ bệnh tự miễn, chúng ta sử dụng thuốc miễn dịch, thì chúng ta làm tăng cái dân số suy giảm miễn dịch. Thì trong những cái loại nấm mà chúng ta thường gặp nhất ở đây thì có Aspergillus, Candida và một số loại nấm khác. Thì mình thấy rất là nổi bật là Aspergillus xâm lấn thì tỷ lệ mắc cũng rất là cao, hàng năm có khoảng 2,1 triệu người mắc và tỷ lệ tử vong là 1,8 triệu người. Thì như vậy thì đối với Aspergillus xâm lấn thì cái tỷ lệ tử vong rất là cao. Trong khi thí dụ như là nhiễm Candida hoặc là nhiễm Aspergillus mãn tính thì tỷ lệ không cao như thế. Thế thì cái đó không phải là một cái thống kê duy nhất, mà trong những cái thống kê khác thì người ta cũng thấy là Aspergillus xâm lấn và nhiễm Candida xâm lấn là 2 cái bệnh mà có tần suất mắc và tỷ lệ tử vong cao nhất. Bên cạnh nhiễm Aspergillus mãn tính thì có tỷ lệ mắc cao nhưng mà tử vong không cao.
Thế thì mình vừa mới nhắc là nấm, thì khi nào mà con người bị suy giảm miễn dịch ấy, thì nó mới gây bệnh nhiều. Tại vì sao vậy? Tại vì cái khả năng đề kháng với của cơ thể đối với nấm là khá tốt. Bình thường thí dụ chúng ta có da và niêm mạc toàn bền thì tránh được nhiễm nấm qua đường hô hấp. Một khi thí dụ chúng ta có hang lao chẳng hạn thì tự nhiên là mình dễ bị nhiễm Aspergillus mãn tính theo kiểu u nấm phổi Aspergilloma. Cái thân nhiệt 37 độ là một cái nhiệt độ không phải là tốt nhất cho nấm phát triển. Thường thường nấm phát triển tốt ở 25 độ. Chính vì vậy đây là cũng một cái cơ chế đề kháng. Nhưng mà thực ra là cái cơ chế đề kháng chính nhất vẫn là cái miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào và giúp cơ thể bảo vệ này, tránh khỏi những cái nhiễm vi nấm. Thế thì trong cái phần này thì chúng ta nói chung là bệnh do nấm. Thì bệnh do nấm á, thì có thể kể là tất cả những cái bệnh mà gây bởi tình trạng nhiễm nấm thì đều có thể là gây bệnh do nấm. Và nhiễm nấm xâm lấn theo cái nghĩa nào đó thì ngay cả mình bị nấm tóc, nấm da thì cũng có thể gọi là nhiễm nấm xâm lấn. Nhưng mà do những cái bệnh này thường không có tử vong. Chính vì vậy thì nó ít có quan trọng trên lâm sàng. Khi đó thì chúng ta hay định nghĩa nhiễm nấm xâm lấn là quá trình nhiễm trùng do nấm, mà không kể những cái nhiễm nấm tạm gọi là nông, là da, lông, tóc, móng, và chỉ nhấn mạnh những cái nhiễm nấm xâm lấn như nhiễm nấm ở mô sâu, ví dụ như là nhiễm viêm màng não do Cryptococcus neophagmans, viêm phổi do Aspergillus, viêm xoang do Mucureu, hoặc là nhiễm nấm máu do Candida. Thế thì do là bài được trình bày bởi bác sĩ phổi nên thành ra là chúng ta sẽ nhấn mạnh là viêm phổi do nấm là gì. Viêm nội do nấm là một cái quá trình nhiễm trùng ở phổi gây bởi một cái nấm như cái bệnh dịch tễ hoặc một nấm nhiễm trùng cơ hội. Thì khi mình nói nấm gây bệnh dịch tễ là ý là nấm có tính sinh mệnh cao, và đến khi bệnh cơ hội là nấm có tính sinh mệnh yếu. Thế thì người ta đã từng phân loại ba cái nhóm nấm như là thường gặp nhất. Thì những cái tác nhân độc lực cao mà gây bệnh nguyên phát, nghĩa là không cần cơ thể phải có suy giảm miễn dịch vẫn có thể gây bệnh, là Histoplasma, Blastomycete, Coccidioides và Paracoccidioides. Thì những cái lớn này gây bệnh ở những cái vùng dịch tễ có phân bố như của những cái loại nấm này, mà một trong những cái vùng mà người ta hay mô tả nhất là những cái vùng ở Mỹ và Nam Mỹ. Những cái nấm gây bệnh trung bình là nấm da, lông, tóc, móng, thì có cái độc lực trung bình. Những cái nấm có độc lực thấp gây nhiễm nấm cơ hội thì mình cứ nghĩ là độc lực thấp nó sẽ ít gây bệnh, nhưng mà do tuổi tác con người càng cao và cái số lượng bệnh nhân suy giảm miễn dịch càng nhiều, thành ra là hai cái nấm mà gây nhiễm trùng cơ hội thường nhất là Candida và Aspergillus. Thế thì tùy thuộc vào cái miễn dịch mà những cái loại nấm này có thể gây bệnh. Và những cái nấm hô hấp thì mình phải lưu ý là khi cơ thể mình suy giảm miễn dịch đó, thì mình tiếp xúc với môi trường thì qua da, qua hệ tiêu hóa và qua hệ hô hấp, thì do nấm thì có trong không khí và trong môi trường đất. Chính vì vậy thì bệnh nhân có thể hít vào, và một trong những cái đường quan trọng để nấm xâm nhập vào cơ thể là phổi. Chính vì vậy những cái loại nhiễm nấm xâm lấn thì một trong những cái loại phổ biến nhất là nhiễm qua đường hô hấp. Thế thì người ta có thể phân loại các loại nấm ngoài cái độc tính của nó, ngoài cái độc lực gây bệnh của nó, còn dựa vào hình dạng Aspergillus và Mucormycosis hay Mucorale.
được gọi là nấm mốc, Candida, Cryptococcus và Pneumocystis thì gọi là nấm men, và những cái nấm mà nó có lưỡng hình, vừa nấm men hoặc là nấm sợi giống như nấm mốc, thì chúng ta gọi là nấm lưỡng thể, có thể mô tả là Coccidioides. Thế thì trong cái bảng này thì mình thấy là chúng ta thấy là chúng ta vừa phân loại là cái loại nấm gây bệnh là nông hay là sâu, và cái hình dạng của nấm là nấm men, nấm mốc hoặc là lưỡng thể. Thì có một số loại như là Cryptococcus thì nó có thể là vừa lưỡng thể vừa là nấm men. Thế thì đối với nhiễm nấm xâm lấn mà do cái vi nấm gây bệnh dịch tễ, thì một trong những cái đặc điểm quan trọng nhất là mình phải để ý là cái vùng phân bố. Nên đối với Coccidioides chẳng hạn, thì cái vùng phân bố ở nửa nửa đông của Hoa Kỳ. Thành ra là như vậy đó, thì tùy cái vùng phân bố mà mình có thể đoán biết cái loại nấm gây bệnh. Và khi mà mình đoán biết được như vậy thì chúng ta sẽ tiếp cận một cách phù hợp để chẩn đoán. Thế thì khác với những cái nấm gây bệnh dịch tễ đó, thì hai cái loại nấm mà gây bệnh thường nhất trên người suy giảm miễn dịch là Aspergillus và Candida. Thì Candida là một cái loại nấm mà gọi là nội tại trong cơ thể, còn Aspergillus nó có cái từ gọi là ubiquitous, tức là nó phổ biến khắp mọi nơi, trong phòng học, trong môi trường, không khí và đất. Nên chính vì vậy mà bất kể cái đối tượng nào đều có khả năng tiếp xúc với Aspergillus, và tùy cái tình trạng miễn dịch mà mỗi đối tượng có thể có tình trạng bệnh lý khác nhau. Đối với miễn dịch tốt thì chúng ta có cái biểu hiện là ví dụ hen hoặc là APA, tức là nhiễm Aspergillus với phản phổi dị ứng. Ngược lại đối với đối tượng suy giảm miễn dịch nhiều, thì mình có nhiễm Aspergillus xâm lấn, và những cái trường hợp mà suy giảm miễn dịch tại chỗ thì mình có Aspergilloma, hoặc là suy giảm miễn dịch nhẹ thì mình có nhiễm Aspergillus hoại tử mạn tính xâm lấn. Thì đây là một cái hình khác để thể hiện là nhiễm Aspergillus nó biểu hiện khác nhau theo cái miễn dịch của cơ thể bệnh nhân. Như vậy thì chúng ta đã qua cái phần đầu tiên là cái phần mô tả coi là những cái loại bệnh nấm và những cái loại bệnh nào. Chúng ta cũng giới thiệu vài loại nấm thường gặp. Thì trong phần kế tiếp thì chúng ta sẽ nói về một số bệnh nhân mà gọi là suy giảm miễn dịch tại chỗ, tức là thí dụ mình đặt nội khí quản, mình thở máy, thì những cái bệnh nhân mà đặt nội khí quản thở máy thì cái tần suất mà nhiễm khuẩn đó, thì nó gia tăng, và thường là vi khuẩn kháng thuốc, vi khuẩn của bệnh viện hơn là nấm. Nhưng mà người ta thấy cái tỷ lệ mà nấm là có, và thường thường là những cái bệnh nhân mà viêm phổi bệnh viện trên 5 ngày thì cái tỷ lệ nhiễm nấm Aspergillus và Candida thì nó gia tăng, và thường thường là tỷ lệ nó chiếm khoảng 4%, trong đó 3% là Aspergillus và 1% là Candida. Mà những cái yếu tố nguy cơ là mà bệnh nhân phải có suy giảm miễn dịch, bệnh nhân có nhiễm nấm, nhiễm cúm hoặc là nhiễm SARS-CoV-2, và thế thì đây là cái thống kê của cái tổ chức cái mạng lưới ICU của châu Âu. Trong đó thì các tác giả thấy là cái tỷ lệ mà nhiễm nấm thì có khác nhau ở viêm phổi bệnh viện, tức là HAP, viêm phổi thở máy là VAP, viêm phổi bệnh viện mà có thở máy và viêm phổi bệnh viện mà không thở máy. Thì mình biết là cái tỷ lệ nhiễm Aspergillus
nó có thể dao động từ 0 đến 3,2%. Thế thì nhân tiện là trong cái phần mà nhiễm nấm chung này đó, thì chúng tôi xin mô tả ngoài cái Aspergillus thì mô tả một số trường hợp nhiễm Histoplasma. Thì mình biết là nhiễm Histoplasma thì đối với Hoa Kỳ nó là một cái nhiễm nấm dịch tễ. Thì ở Việt Nam á, thì cái tình hình nhiễm Histoplasma thì chủ yếu được báo cáo qua những ca lâm sàng. Nhưng mà trong y văn thì từ những năm trước 1975 thì đã có những cái nghiên cứu chứng tỏ là cái histoplasmin có mặt ở 5% dân số được khảo sát. Như vậy thì histoplasma có vẻ thì cũng hiện diện khá là thường gặp. Và những gần đây thì những cái nghiên cứu ở phía Bắc cũng chứng tỏ là cái tình hình nhiễm đã tiếp xúc qua histoplasma là cũng từ 5 cho đến 10%. Thế thì có hai tác giả ở phía Nam là Nguyễn Thị Tố Như đã trình bày hai cái trường hợp là nhiễm histoplasma không suy giảm miễn dịch. Thì đặc điểm của những cái ca này là thay vì ở bên Hoa Kỳ thì nó liên quan đến lưu vực sông Mississippi, thì ở Việt Nam nó liên quan đến khu vực Định Quán, Đồng Nai. Và những cái bệnh nhân này thì ngoài cái tình trạng là tổn thương phổi kéo dài, điều trị không đáp ứng với kháng sinh, bệnh nhân còn lắc to, còn đau khớp, có hồng ban đa dạng. Và khi mà chúng tôi tiến hành sinh thiết thì thấy là có bài tử nấm. Chính vì vậy thì bệnh nhân đã được điều trị bằng amphotericin B và sau đó là itraconazole, thì bệnh nhân có đáp ứng. Những cái trường hợp mà thường gặp hơn là histoplasma xảy ra trên cái người không suy giảm miễn dịch, tự nhiên là HIVS, thì bệnh nhân cũng có kèm theo là gan lắc to, có những cái nốt ở da, và thường thường những cái đối tượng này là suy giảm miễn dịch nặng, chính vì vậy CD4 rất là thấp và rất là dễ tử vong. Thì chúng tôi trình bày chi tiết hơn một cái ca lâm sàng. Thì đây là có một bệnh nhân 30 tuổi, có nhiễm HIV, có sốt, có sụt cân và chán ăn đã 2 tháng. Thì mình thấy là đối với những cái bệnh nhân viêm phổi thông thường, mình thấy là cái bệnh cảnh là cấp tính trong vòng 3 tuần. Thì những cái bệnh nhân này thường mà có sốt, có tổn thương phổi kéo dài, thì mình phải nghĩ đến những cái nguyên nhân khác ngoài cái viêm phổi thông thường. Thì nhiệt độ rất là cao, huyết áp thì thấp, bệnh nhân thì suy kiệt, với những cái sẩn mà mình thấy là có rốn lõm trên da như như cái hình ở bên dưới. Thì bệnh nhân do là có HIV thành đã có được điều trị dự phòng pneumocystis bằng trimethoprim sulfamethoxazole, và bệnh nhân có suy giảm miễn dịch qua cái biểu hiện là có HIV và giảm 3 dòng tế bào. Thì mặc dù là bệnh nhân đã được sử dụng kháng sinh phổ rộng ceftriaxone với metronidazole, thì bệnh nhân vẫn còn sốt, số lượng CD4 thì rất là thấp, là 50, và tầm soát với erythropoietin thì âm tính. Và khi người ta làm nhuộm gen sa máu, thì người ta thấy là có histoplasma. Đặc biệt là khi sinh thiết da đó thì nhuộm bạc đó, thì cũng có phát hiện được cái loại nấm này. Thì như vậy thì xem xét lại thì đây là một cái loại nấm có gọi là lưỡng hình, nấm dịch thể. Thì một số quốc gia khi mà người ta khảo sát đầy đủ thì người ta kết luận vùng nào là vùng dịch thể. Ở Việt Nam thì mình chưa có khảo sát đủ, thành ra là mình dựa vào những cái ca cây report mà mình biết là Việt Nam cũng có histoplasma nhưng mà không phổ biến lắm. Thì đối với những cái dựa theo y văn đó, thì phổ biến nhất là vùng thung lũng sông Mississippi và Ohio, và thường thường nó sẽ liên quan đến tiếp xúc những cái chim, là dơi, những cái hang động,
Chính vì vậy thì mình phải lưu ý là những cái vùng dịch tễ là cái yếu tố đầu tiên và yếu tố quan trọng nhất gợi ý có nhiễm hay không nhiễm histoplasma. Có bệnh nhân có tổn thương phổi, có tình trạng sốt, có gan lát thạch to, vân vân. Thế thì bên cạnh nhiễm histoplasma thì chúng tôi cũng xin giới thiệu nhanh một cái nhiễm nấm men mà nhiễm trùng cơ hội hay rất hay gặp việc gặp cho bệnh nhân S. Thì nhiễm normocystis thì mọi người đều biết, chỉ có nhấn mạnh một điểm là một khi là bệnh nhân có suy giảm miễn dịch có S thì những cái yếu tố gợi ý là thứ nhất là bây giờ tự nhiên có tổn thương phổi, bệnh nhân giảm oxy máu nặng, bệnh nhân chưa được dùng cái thuốc dự phòng là clotrimoxazole, thâm nhiễm đang tỏa hay phổi, và nếu mà mình có thể loại trừ lao đi nữa thì cái cơ hội mà nhiễm normocystis rất là cao. Thì theo cái nghiên cứu của tác giả Sarmayo ở Pháp đã thực hiện ở châu Á cũng như châu Phi thì ông thấy là do Việt Nam và Campuchia cái tỷ lệ mà gì đó không dự phòng bằng clotrimoxazole cao, thành ra cái tỷ lệ nhiễm normocystis là cao nhất tới 47%, lớn hơn nhiều so với nhiễm lao. Tuy nhiên thì cái tình hình này là ngược lại ở châu Phi, khi mà người ta dự phòng bằng clotrimoxazole rồi thì bệnh nhân tổn thương phổi thì 26% lao, chỉ có 3% là normocystis mà thôi. Thì chúng tôi xin giới thiệu một số cái trường đặc điểm của nhiễm Cryptococcus. Thế thì nhiễm Cryptococcus là một cái loại nấm men, và cái biểu hiện của bệnh nhân nhiều khi là không triệu chứng, biểu hiện rất là rộng, bao hồi không triệu chứng, bao hồi có thể sốt cao, khó thở, và cái kiểu hình của nó là cái kiểu hình nốt phổi. Khi mình sinh thiết đó, thì mình có thể phát hiện được những cái bào tử nấm ở trong này. Vì người ta thấy là ở bệnh nhân mà nhiễm HIV-S á, thì một khi mình tiến hành nội soi phế quản á, thì cái Candida và Penicillium McNerphy hay Tacromycete McNerphy là hai cái loại có thể gọi là thường gặp nhất ở Việt Nam, sau đó mới tới Cryptococcus. Thế thì cũng giống như là trong viêm màng não do Cryptococcus thì cái xét nghiệm mà nhuộm mực tàu là một cái trong xét nghiệm khá là đơn giản mà giúp chẩn đoán tốt. Ngoài ra thì mình có thể là tìm kháng viêm Cryptococcus. Thì đây là một cái trường hợp lâm sàng mà chúng tôi muốn giới thiệu, bệnh nhân nữ 58 tuổi, ghép thận thì đang sử dụng thuốc chống thai ghép là methotrexate, mofetil, tacrolimus và prednisone. Thì sau khi ghép thận một thời gian thì mình phát hiện cái tổn thương dạng u có kèm với tràn dịch màng phổi, thì sinh thiết cắt lành, thì ra nhuộm mực tàu thì có những cái bào tử nấm Cryptococcus. Thế thì Cryptococcus là một cái nhiễm trùng cơ hội có hay gặp ở bệnh nhân S, bệnh nhân ung thư, bệnh nhân ghép tạng, và thường thường thì từ cái phổi thì Cryptococcus có thể phát tán theo đường máu tới viêm màng não và những cái tổn thương ở nơi khác. Những cái xét nghiệm thường quy thì không có giúp chẩn đoán nguyên nhân, mà nhuộm mực tàu là một trong những cái xét nghiệm đơn giản mà có thể dễ thực hiện. Ngoài ra thì bây giờ chúng ta có thể tìm cái kháng nguyên của Cryptococcus trong huyết thanh với cái độ đặc hiệu khá là cao. Điều trị thì chủ yếu là amphotericin B. Như vậy thì trong cái phần đầu tiên thì chúng tôi đã trình bày cái đại cương về nhiễm nấm và giới thiệu một số cái loại nhiễm nấm ở cái người có thể là có thể gây bệnh vừa cho người suy giảm miễn dịch vừa cho người không suy giảm miễn dịch. Thì trong cái phần đại cương này thì mình biết là nhiễm nấm
Nấm thì nó phát triển tốt ở môi trường 25 độ C và cơ thể có tính đề kháng chung với nấm, thành là nấm là một không phải là một cái tác nhân gây bệnh thường gặp. Tuy nhiên là một khi nó có độc lực cao, mình đi đến những cái vùng dịch tễ thì những cái loại nấm có độc lực cao có thể gây bệnh. Một khi mà chúng ta có suy giảm miễn dịch thì hai cái nấm thường gây bệnh nhất là Aspergillus và Candida.